Sơn Phan Còn, chung tay vì bóng đá trẻ. Sơn Phan Còn. Phút thứ 40 của trận đấu, Quang Hải chạy ngay phía sau hậu vệ Malaysia và bóng tới chân của Quế Ngọc Hải. Khi trung vệ đội trưởng đội tuyển Việt Nam cất chân đưa trái bóng lên cao độ vừa đủ thời gian để Quang Hải tăng tốc vào vị trí thuận lợi. Phải nói vui là anh nằm chờ sẵn cho một pha quăng chân hóc hiểm, bóng sát cột dọc rung lưới thủ thành Malaysia, đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi. Quang Hải lại ghi bàn, đó hình như là điều bình thường nhất của bóng đá Việt Nam vào lúc này. Anh ta đã sút xa, sút gần, sút phạt rồi vô lê. Nhưng chưa bao giờ trong một hiệp đấu, hai lần Quang Hải thử vận may ở ranh giới Việt vị và vô lê chính xác cả hai. Đó là một sự ngẫu nhiên của tình huống bóng hay là một phương án đã nằm trong tính toán? Chúng ta thử đi giải mã những bí ẩn của ông Park Hang-seo xem sao. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình Bình luận Thể thao. Thưa quý vị, chúng ta hãy bắt đầu từ thời điểm mà đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp Malaysia. Có lẽ cứ sau một thành công thì sự quan tâm của truyền thông cho đội tuyển ngày càng tăng lên. Nhưng một điều trớ trêu là những thông tin mà phóng viên có được từ đội tuyển thì hình như lại ngày một ít đi. Trong suốt một thời gian dài đội tuyển tập trung thì ghi nhận của các phóng viên của chúng tôi thường là như thế này. Hôm nay ông Park Hang-seo cho các phóng viên được ghi hình buổi tập trong 15 phút đầu tiên. Và quý vị biết không, đây là một thời điểm rất quan trọng. Một phần không thể thiếu trong một buổi tập của mọi đội bóng trên thế giới này, đó là khởi động. Khởi động rất quan trọng bởi vì nó là phần đầu tiên mà chúng ta không thể có phần thứ hai nếu chưa có phần đầu tiên được. Tất cả những gì có thể hé lộ cho truyền thông là khởi động. Và có khi những sáng tạo trong việc khởi động của ông Park Hang-seo như là khởi động theo nhóm, chơi bóng ném, bóng chuyền hay nhiều trò vui khác không chỉ là để cho các cầu thủ đỡ nhàm chán mà là để cho truyền thông đỡ buồn vậy. Chúng tôi cảm thấy sao về điều này? Xin thưa là rất vui. Tại sao ạ? Thứ nhất là kín tiếng với truyền thông giữ cho cầu thủ tập trung vào công việc. Đó là biểu hiện của một đội bóng chuyên nghiệp làm việc nghiêm túc. Và thứ hai, khi ông Park Hang-seo càng tạo ra một không khí tò mò bí ẩn xung quanh những buổi tập kín của đội thì khán giả lại càng háo hức chờ đón trận đấu của đội tuyển hơn, chờ những bất ngờ và chờ sự mới mẻ. Nhưng nếu mà xem được một buổi tập kín của đội tuyển như là Brazil chẳng hạn có thể giúp chúng ta đánh bại họ, thì chắc là đội bóng Nam Mỹ đến sân Mỹ Đình cũng trắng tay ra về mà thôi, bởi vì sân tập dành cho đội khách lại nằm ngay trước cửa nhà ông Park Hang-seo trong khuôn viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Vì câu chuyện này mà báo chí Malaysia tuần qua có đưa hàng tít là đòn tâm lý gián điệp trước một trận đấu lớn. Một buổi tập của đội tuyển Việt Nam chưa kết thúc thì đội khách Malaysia đã đến để chuẩn bị cho giờ tập tiếp theo. Các phóng viên Việt Nam chụp được một bức ảnh khá là hài hước. Huấn luyện viên Tang Chen Ho ngồi bên ngoài sân và ngoái vào theo dõi buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Ông Park rất không hài lòng và yêu cầu các cầu thủ của mình dừng tập. Đội Malaysia phải trở lại xe buýt đến khi nào đội tuyển Việt Nam tập xong mới được xuống. Ngày hôm sau thì tờ Straits Times của Malaysia có đưa lên bìa phần thể thao của mình ảnh ông Park với hàng tít. Hãy ở yên trên xe buýt, không được đỗ ở đây. Chữ Park trong tiếng Anh cũng có nghĩa là đỗ xe luôn. Nhưng cũng báo chí Malaysia cho rằng là Liên đoàn bóng đá Việt Nam chơi không đẹp khi bố trí sân tập cho đội tuyển của họ ngay trước cửa nhà ông Park trong khuôn viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông ta có thể ăn tối với gia đình và nghĩ luôn kế hoạch xuyên thủng lưới của chúng ta. Thật ra thì mọi chuyện không đến mức như vậy. Đội tuyển Malaysia là một trong những đội bóng chuẩn bị kỹ càng nhất cho các trận đấu sân khách của mình. Đoàn tiền trạm về chuyên môn về an ninh của họ đã đi trước nhiều ngày và họ hoàn toàn nắm rõ được sân tập của mình bố trí ở đâu nếu muốn có thể đổi sang những sân tập khác. Và cuối cùng đội tuyển Malaysia chọn ở lại khách sạn Marriott và tập tại sân tập trong khuôn viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, nơi có mặt cỏ tốt bậc nhất hiện nay và chỉ cách khách sạn có 10 phút di chuyển. Thực tế là trong những buổi tập của đội tuyển Malaysia thì ông Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam ở khách sạn La Thành chứ không ở VFF. Hai bên có vẻ gườm ghè nhau về chuyện giữ kín chiến thuật hoặc là truyền thông cũng làm quá lên một chút để tăng thêm độ hấp dẫn của trận đấu phải không ạ? Việc nắm được bài tẩy của đối phương có giúp gì trong việc tìm kiếm chiến thắng hoặc tránh thất bại hay không? Rất may là Malaysia và Việt Nam đã gặp nhau tới 3 lần trong năm 2018, một con số đủ để chúng tôi khẳng định rằng biết là một chuyện, còn khắc chế được lại là chuyện khác. Ví dụ như là ông Tang Chen Ho lúc nào cũng khẳng định rằng mình sẽ thận trọng với bài phản công nhanh của đội tuyển Việt Nam ở bên phía cánh trái. Và kết quả là gì ạ?
Trận đấu đầu tiên tại vòng bảng mới chơi qua được có 10 phút, đợt tấn công đầy tốc độ bên cánh trái, bóng được trả ngược ra tay chân của anh Đức và dù cú dứt điểm không được như ý, Công Phượng đã xuất hiện đúng lúc mở tỷ số. Và nỗi ám ảnh cánh trái của Malaysia bắt đầu từ đây. Đến khi hai đội gặp lại nhau tại Kuala Lumpur trong trận chung kết lượt đi, cũng chỉ chưa hết hiệp 1, lại phản công, lại từ cánh trái. Phan Văn Đức thoát xuống một nhịp, giữ tốc độ, loại bỏ hậu vệ áo vàng và đưa bóng vào trong vạn sườn trung vệ. Huy Hùng có mặt kịp thời lập công. Bài học thứ hai cho ông Tan Chen Ho về phản công. Đến trận chung kết lượt về, lần này Malaysia thận trọng bố trí quân đông hơn ở cánh trái. Nhưng nếu thế thì ông Park cũng cử đông quân hơn tập trung ở đây. Kỹ thuật và tốc độ xử lý bóng của các cầu thủ Việt Nam vẫn hơn đối thủ một nhịp. Và khi số đông hậu vệ tập trung sang cánh trái, anh Đức dễ dàng có pha bắt vô lê tung lưới đối phương. Thế đấy thưa quý vị, nếu mà bắt được bài mà chặn được thì đã không còn khoảng cách trong bóng đá nữa. Vậy thì hai huấn luyện viên đã giấu những gì trong buổi tập của mình trước trận đấu này? Hãy nói về Malaysia trước tiên. Tất cả những câu chuyện nóng hổi trước trận đấu liên quan tới 4 cầu thủ nhập tịch của Malaysia và một trận thắng tưng bừng ngay tại chảo lửa Bung Karno của Indonesia trước đó. Và phải nói thật là nếu quý vị đứng ngay đường pitch mà theo dõi màn khởi động của đội tuyển Malaysia thì sẽ phải đặt câu hỏi là một đội hình lực lưỡng tràn đầy sức mạnh như thế này tại sao mà cứ thua đội bóng của ông Park Hang-seo suốt như vậy. Nhưng rồi thì hình như những bí ẩn mà ông Tang Chen Ho muốn che giấu chỉ là những điểm yếu trong đội hình của ông mà thôi. Một điều dễ nhận thấy nhất đó là sự bế tắc trong các phương án triển khai tấn công của đội tuyển Malaysia. Họ hầu như không làm sao triển khai được một đường bóng tấn công mạch lạc nào từ phần sân nhà sang bên phía đội tuyển Việt Nam trong suốt hiệp 2. Hãy xem tình huống này. Bóng được đưa ra biên. Hậu vệ biên áo vàng hoàn toàn đơn độc khi hầu như tất cả các đồng đội xung quanh đều đang ở một khoảng cách khá xa và không ai muốn lại gần hỗ trợ cả. Điều này cứ lặp đi lặp lại trong hiệp 2 khi mà đội chủ nhà hoàn toàn chiếm khu trung tuyến, sẵn sàng va chạm và tranh chấp quyết liệt khi đối phương định tấn công trung lộ. Kết quả, giải pháp được đưa ra thường là những đường truyền dài vượt tuyến. Nói về Sumare, thực tế tiền đạo nhập tịch người gốc Gambia này đã từng chơi ở AFF Cup năm 2018 rồi và anh mới chỉ thực sự nổi lên từ trận thắng Indonesia mà thôi. Nhưng trận đấu hôm qua, khi bị quan tâm thực sự thì Sumare thậm chí chơi còn kém hơn cả AFF Cup. Anh có quá ít khoảng trống và điều này khiến cho Sumare giống như một chiếc xe công thức 1 phải chạy trong phố cổ vậy. Trong 3 trận đấu gần đây nhất, Malaysia đã ghi được tổng cộng 10 bàn. Nhưng tại sân Mỹ Đình, cả trận họ chỉ có một pha dứt điểm, không trúng cầu môn. Thế tức là Malaysia chẳng có gì bí ẩn với ông Park nữa cả. Vậy thì theo chiều ngược lại, liệu đội tuyển Việt Nam có mang tới những bất ngờ cho đối thủ mà chúng ta đã gặp 3 lần trong năm 2018 hay không? Chúng ta sẽ có câu trả lời ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, hãy thư giãn một chút với không khí của trận đấu này, không khí bên lề, một bầu không khí rất riêng của bóng đá thời điện thoại thông minh. Thưa quý vị và các bạn, với những chiếc điện thoại thông minh trên tay như thế này thì ai cũng có thể trở thành quay phim, bình luận viên hay là phóng viên. Hôm nay hãy cùng đi tìm kiếm những người đồng nghiệp rất thú vị của chúng tôi. Anh đến bay từ Đà Nẵng ra để chứng kiến trận thắng lịch sử trước Malaysia, trận thắng 4-0. Vâng, chào chị ạ, chị đang quay khán giả đúng không ạ? Lý do gì mà mình lại quay như này không? Tôi rất là thấy một không khí tưng bừng của một ngày thi đấu mà lần đầu tiên tôi được đứng ở sân vận động Mỹ Đình. Đây là lần đầu tiên. Vâng, thế chị thấy không khí thế nào ạ? Quá là tuyệt vời vì mọi người náo nức. Vâng. Gương mặt ai cũng rất là hân hoan và mình thấy là lần đầu tiên mình đến đây nhưng vô cùng cảm động. Cái clip này thì chị sẽ dự định làm gì với nó? Mình sẽ lưu lại làm kỷ niệm bởi vì là tất cả những cái gì mà khởi đầu hoặc là đây là một lần đầu tiên trong đời nên mình đứng ở đây nên mình muốn giữ làm kỷ niệm và mình thấy
cổ động viên Việt Nam vô cùng là tuyệt vời. Màu cờ sắc áo và mọi người trang phục rất là đẹp. Chào anh ạ. Anh đang gọi điện cho người thân đúng không? Vâng, cho bạn ạ. Người bạn của anh hôm nay bận không đi xe của anh. Nó ở Quảng Ninh ạ, nó không về kịp. Gọi nó bảo là cố gắng ở đấy hô hào cổ vũ Việt Nam nay thắng khoảng 2-0 là đẹp. You are live stream or just normal video? Just normal video, because my phone's not very good. Yeah, okay. So, what do you do with this video clip? I'll probably put it on my Facebook. So, is this first time you come to the media stadium? Yeah. What do you think about the atmosphere here? Oh, it's exciting. It's crazy. Crazy? Yeah. I like everyone wearing all the red and getting excited and how everyone gets involved. Yeah, and today you will support Vietnam? Yeah, of course. Em đăng lên YouTube để cho mọi người biết đến cái không khí của cái trận đấu ngày hôm nay rất là náo nhiệt. Vâng ạ, chào anh chị ạ, anh chị đang chụp ảnh đúng không ạ? Hôm nay chụp được nhiều ảnh hay là quay nhiều clip hơn ạ? Quay lúc này trực tiếp cái không khí ở sân vận động của mình rồi. Còn tí nữa phải vào đóng kia trực tiếp tiếp. Mình trực tiếp ở đây thì mình sẽ nói gì với những người ở nhà? Không khí ở đây tuyệt vời. Không khí ở sân bóng thật là tuyệt vời, thật là náo nhiệt. Nên mọi người ở nhà nếu không có điều kiện đi được thì hãy cổ vũ hết mình với đội tuyển thân yêu. Việt Nam chiến thắng! Việt Nam chiến thắng! Dạ chào anh ạ, anh đang quay trực tuyến hay là quay... Đâu, quay để về lưu niệm thôi. Để về, hôm nay Việt Nam chắc là 3-1. Đấy, chương trình nó như thế. Thế anh quay được bao nhiêu phút rồi ạ? Tôi quay mới được gọi là rơi vào chưa được 5 phút. Anh quay 5 phút thì sau anh về anh xem lại hay anh đăng trên mạng xã hội ạ? Về đăng lại lên mạng xã hội. Hôm nay thì anh thấy không khí ở ngoài sân Mỹ Đình thế nào anh? Quá tuyệt vời luôn và tuyệt vời vô cùng. Nãy giờ quay thì anh có nói gì ở trong này không? Có bình luận điều gì? Nói với cả anh em bạn bây giờ đang ngồi ăn nhậu không có điều kiện đi được ở quê hương Hải Dương chúng tôi. Có bốn gọi là các cháu lo chơi rất tuyệt vời. Nào bây giờ chúng ta hãy trở lại với câu hỏi quan trọng nhất. Ông Park Hang-seo đã mang tới bất ngờ gì trong trận đấu tại sân Mỹ Đình? Trước tiên là từ đội hình. Ông Park đã lựa chọn đội hình có cả Văn Hậu và Công Phượng, hai cầu thủ phải di chuyển xa nhất và đã lâu không chơi bóng trong những trận đấu chính thức. Văn Hậu với vai trò hóa giải Sumare đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công Phượng chơi tiền đạo cắm và nhìn vào ghế dự bị thì chúng ta hiểu tại sao. Tiến Linh được thử nghiệm ở trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan cho thấy là anh chưa đủ sắc bén. Anh Đức không đủ thể lực chơi trong một thế trận pressing, còn Việt Phong thì là một tân binh. Đối với trường hợp của Văn Hậu và Công Phượng thì chúng ta cũng biết là hai bạn đó thì không phải là thi đấu trong nước mà đang thi đấu ở Bỉ và Hà Lan. Hai Bỉ và Hà Lan thì rõ ràng họ là những cái giải đấu mà có thể nói là có cái trình độ rất là cao. Thì cái việc mà họ được scout sang đó, họ được gọi là tuyển chọn sang đó để thi đấu thì có thể nó cũng đã chứng minh cái năng lực của họ rồi. Chúng ta cũng cần nhận xét thêm. Đối với cầu thủ thì chúng ta cũng biết là không phải trận nào các cầu thủ, mọi cầu thủ đều có thể thi đấu tất cả mọi trận tốt được. Đối với cầu thủ thì chúng ta thực hiện tốt cái vai trò của họ trên sân cũng như là tham gia được vào tốt các lối chơi đồng đội. Tôi nghĩ như thế đó là cái điều quan trọng. Nếu trên cái phương diện đó thì ngày hôm nay hai cầu thủ đó đã thực hiện đúng cái vai trò của nhiệm vụ của mình. Tôi đánh giá rằng họ chơi tốt. Tuấn Anh là một trong những điểm sáng lớn nhất. Trên thực tế thì vị trí tiền vệ trụ là nơi mà ông Park chăn trở và thay đổi nhiều nhất trong thời gian làm việc tại Việt Nam. Ông đã thử Xuân Trường, Đức Huy và Huy Hùng. Cuối cùng, với Tuấn Anh, hình như ông đã tìm được người mình cần. Cầu thủ này chơi hiệp 1 xuất sắc, khiến người ta phải trầm trồ. Tranh cướp bóng, tổ chức tấn công, xử lý thông minh trong không gian hẹp. Nhưng cuối cùng không thể tiếp tục phần còn lại do bị chấn thương cơ đùi. Sự chắc chắn và bền bỉ của Hùng Dũng xuyên suốt cả trận đấu cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Đó là lý do tại sao mà tiền vệ này luôn là sự lựa chọn số 1 ở vị trí trung tâm trong sơ đồ của thầy Park. Quang Hải với những pha lẻn xuống mà người ta thường thấy ở Công Phượng nhiều hơn. Cầu thủ này lỡ cơ hội đầu tiên vì việt vị, nhưng cú dứt điểm cũng cho thấy là anh đáng sợ như thế nào. Đúng là cầu Việt Nam. Lần thứ hai thì từ đôi chân của Quế Ngọc Hải, bóng được báo chí Malaysia miêu tả là rơi vào điểm mù trong gương chiếu hậu của hậu vệ Malaysia. Khi anh ta quay lại nhận ra phía sau có Quang Hải thì bóng đã nằm trong lưới. Quả vô lê còn gọn hơn cả cú dứt điểm trước đó. Băng lên và chuyền bóng điểm rơi cho Quang Hải. Đá một quả cực kỳ đẹp.
tung lưới Malaysia. Đây là một trận đấu mà rất là khó khăn đối với cả đội tuyển, và đội nào mà tận dụng tốt cơ hội hơn thì sẽ giành chiến thắng. Và thật là may mắn khi mà toàn đội Việt Nam đã có sự tập trung cũng như là sự gắn kết trong lối chơi. Đội tuyển Việt Nam đã có một cái tinh thần cũng như là cái sự đoàn kết rất là cao ở trận đấu này, và mong rằng toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực và tiếp tục để cố gắng ở những trận đấu sau. Các phương án tấn công luôn được triển khai đa dạng, đặc biệt ở hai cánh. Tình huống Trọng Hoàng thoát xuống trả ngược lại, thiếu chút nữa chúng ta đã có bàn thắng thứ hai. Bên cạnh những điểm mạnh thì vẫn còn đó xuất hiện những sai lầm cá nhân. Đó là hai pha phán đoán không tốt của Văn Lâm và đường truyền ngang mạo hiểm của Đức Huy. Và nếu để đối thủ ghi bàn thì có thể tình thế sẽ rẽ theo hướng khác. Gặp lại Malaysia và lại là một kết quả quen thuộc, nhưng cách mà chúng ta tạo ra nó thì không giống những lần trước. Đây phải chăng là một thứ nằm trong sự tính toán của thầy Park, hay đơn giản chỉ là một sự dẫn dắt của trái bóng mà thôi? Chúng tôi muốn tìm kiếm câu trả lời, vừa để giải quyết cho sự tò mò khi phải đứng ngoài những buổi tập chiến thuật, vừa là để khán giả có thể nhâm nhi thêm hương vị ngọt ngào của chiến thắng này. Chúng tôi có bất ngờ với lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Xin được dành lời khen cho các bạn. Chúng tôi đã luyện tập nhiều cho trận đấu này, có cơ hội nhưng không tận dụng được. Còn đội tuyển Việt Nam thì làm điều đó tốt hơn. Rõ ràng là ban huấn luyện đội tuyển Malaysia cũng phải thừa nhận sự bất ngờ với đội tuyển Việt Nam. Nhưng ngay cả những các phóng viên trong nước cũng khó có thông tin chính xác về cách chơi của tuyển Việt Nam. Hai ngày trước trận đấu, ông Park đưa cả đội ra sân hàng đẫy để tập luyện đóng cửa hoàn toàn với truyền thông. Thực tế là trước đó cũng ở sân đấu này, đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22 thi đấu giao hữu cũng bí mật, và huấn luyện viên Park thậm chí còn không tiết lộ kết quả. Thế nên đến bây giờ chúng tôi vẫn không biết chắc tỷ số là 2 đều hay là 3 đều. Bây giờ thì hết trận đấu rồi, chúng tôi mới dám hỏi là trong quãng thời gian rất là dài vừa qua, phóng viên Việt Nam chỉ được quay khởi động 15-20 phút đầu thôi. Vậy thì cuối cùng là cái điều gì xảy ra trong những buổi tập vừa không, đã chuẩn bị chiến thuật gì cho cái đội bóng? Ông có thể chia sẻ thẳng với chúng tôi một chút được không? Đối với vấn đề về báo chí thì tôi nghĩ là tôi cũng là một người luôn luôn sẵn sàng cởi mở để gọi là trao đổi thông tin thôi. Tuy nhiên là chúng ta cũng biết là nhiều khi nếu như nó quá mức á, thì nó cũng sẽ gây ra những một số các vấn đề mà chúng ta không muốn. Thậm chí là có những vấn đề nó cũng thể ảnh hưởng đến cái cầu thủ. Đặc biệt là trong cái quá trình luyện tập, tôi nghĩ là nếu như nó quá nhiều chẳng hạn thì nó có sẽ gây ảnh hưởng chung đến cái sự tập trung của các cầu thủ. Về điều này tôi rất mong muốn là báo chí và các báo chí cũng thông cảm với chúng tôi. Còn tôi cũng như liên đoàn luôn luôn mong muốn rằng là có những cuộc trao đổi đầy đủ với các cái với báo chí và ngôn luận. Hôm nay bấm nút cái gì, xin muốn đáp được thì cái gì. Hôm nay các anh cứ hỏi hết đi, đến khuya cũng được, tôi nhận hết câu hỏi luôn. Thầy Park vẫn rất kín đáo trong sự dự đoán của chúng tôi, nhưng với mong muốn tiếp cận thông tin một cách vừa đủ để không lộ những yếu tố bất lợi cho đội tuyển, chúng tôi cũng được biết rằng chủ yếu trong những buổi tập chiến thuật cuối cùng, đội bóng vẫn tập những bài quen thuộc. Di chuyển đội hình theo sơ đồ, các hậu vệ được tập chống bóng bổng, tiền đạo và tiền vệ thì tập di chuyển, các bài tấn công và dứt điểm. Cuối cùng là đá đối kháng. Các vị trí chính thức sẽ đá một bên, phần còn lại là các cầu thủ dự bị. Nói chung việc tập kín là để giữ sự tập trung cho các cầu thủ và giữ kín sơ đồ vị trí đội hình trước trận đấu hơn là tập các mảng miếng đặc biệt nào đó. Như vậy có thể trả lời chắc chắn rằng bàn thắng của Quang Hải đó là một tình huống bóng điển hình nơi cả hai cá nhân xuất sắc đã tìm thấy tiếng nói chung trong một hoàn cảnh có thể tiếp cận cầu môn. Quế Ngọc Hải thì nổi tiếng với những đường truyền dài như đặt, còn Quang Hải đưa bóng vào lưới đã trở thành một bản năng rồi. Chúng ta đã chiến thắng và thử thách tiếp theo sẽ là Indonesia. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin kính chào tạm biệt.
con chung tay vì bóng đá trẻ.